chào mừng đến với giải pháp làm sạch ngô hàng đầu cho ngành thức ăn chăn nuôi. Tận dụng công nghệ hiện đại nhất và sự chuyên môn sâu rộng trong ngành, chúng tôi tự hào giới thiệu dòng sản phẩm máy làm sạch tạp chất và lõi ngô, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sản xuất từ 10 tấn đến 60 tấn ngô hạt mỗi giờ. Với công nghệ tiên tiến, máy làm sạch ngô của chúng tôi đảm bảo hiệu suất tối đa trong quá trình làm sạch và loại bỏ tất cả các tạp chất không mong muốn như bụi bẩn, lõi ngô, cùi ngô, đầu mày, sợi bao tải từ hạt nhỏ đến các vật liệu nặng. Chúng tôi có đa dạng công suất, từ những cơ sở sản xuất nhỏ đến những nhà máy lớn, chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp với mọi quy mô, từ 10 tấn đến 60 tấn/giờ, đảm bảo rằng mọi khách hàng đều có thể tận dụng công nghệ tiên tiến của chúng tôi. Máy làm sạch ngô của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giúp giảm thiểu chi phí vận hành và bảo vệ môi trường. Với thiết kế tiện lợi và các tính năng an toàn tích hợp, máy làm sạch ngô của chúng tôi dễ dàng vận hành và bảo trì, đồng thời đảm bảo an toàn cho người sử dụng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy để làm sạch ngô hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hãy để chúng tôi giúp bạn tăng cường hiệu suất sản xuất và mang lại giá trị thật sự cho doanh nghiệp của bạn